Xuân Nam và Thi Nhung thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi phần tin 24 giờ qua và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin 24 giờ là một bản tin cho biết các ký giả người Ecuador từng bị phe nổi dậy Colombia bắt giữ nay đã qua đời. Hai ký giả người Ecuador đã cùng viên tài xế chở họ được xác nhận là thiệt mạng vào ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 4, gần một tháng sau khi các chiến binh nổi dậy ở Colombia bắt cóc. Vào ngày thứ Năm, ngày 12 tháng 4, chính phủ của Ecuador đã ra thời hạn 12 tiếng đồng hồ để yêu cầu các phần tử chủ chiến chứng minh rằng những con tin vẫn còn sống, nếu không phải chịu những đòn đáp trả từ phía quân đội của Quito. Vụ bắt cóc xảy ra vào ngày 26 tháng 3 khi chiếc xe chở theo các ký giả đang trên lộ trình từ thủ đô của Quito tới Ecuador để lấy tin cho tờ nhật báo El Comercio. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, thủ phạm có thể là những thuộc hạ còn sót lại của nhóm phiến quân nổi dậy FARC. Có nhiều cựu thành viên của nhóm này tại là Colombia đã không xuất ngũ theo thỏa thuận hòa bình, mà hiện nay tham gia vào các phe phái đấu tranh chống lại chính quyền. Linh cữu của bà Winnie Mandela được đưa trở về quê nhà. Hàng trăm người dân bản xứ đã tới tiễn đưa bà Winnie Mandela về nơi ăn nghỉ cuối cùng khi linh cữu của bà được đưa về quê nhà ở thị trấn Soweto của Nam Phi vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 4. An ninh đã được thắt chặt khi cảnh sát được phái tới phong tỏa các đoạn đường dẫn vào tư gia của nhà bà Winnie. Trước khi lễ tang diễn ra, đảng cầm quyền Quốc hội Phi Châu viết tắt là ANC sẽ tổ chức một buổi lễ thắp nến tưởng niệm. Bà Winnie Mandela đã qua đời cách đây hơn một tuần lễ, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 81 tuổi. Bà Winnie Mandela trước đây từng là vợ cũ của cựu tổng thống Nelson Mandela, người đã có công bảo vệ người da màu trước sự đàn áp của người da trắng. Ông Mandela giành được sự ngưỡng mộ trên toàn thế giới và được xem như là một biểu tượng của nền dân chủ và hòa bình. Có khoảng 500 người nhập cư bất hợp pháp được giải cứu trên địa Trung Hải. Lực lượng tuần duyên của Ý Quốc vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 4, đã giải cứu hơn 500 người nhập cư bất hợp pháp trên địa Trung Hải. Đây được coi là con số cao nhất kể từ tháng 1 vừa qua cho đến nay. Tổng cộng 3 màn giải cứu riêng rẽ đã được tiến hành nhờ các sự trợ giúp của tổ chức phi chính phủ Sea-Watch. Nằm trong số những thuyền nhân suýt chết đuối có 60 phụ nữ và trẻ em, 3 chiếc thuyền cao su tồi tàn đã được phát giác mắc kẹt trong vùng biển cách vùng duyên hải Libya khoảng 22 hải lý. Vì lý do thời tiết nên những người nhập cư không thể đến Ý, thay vào đó đã được tổ chức Sea-Watch đưa lên một chiếc tàu mà quân quốc kỳ của Tây Ban Nha. Libya là điểm khởi hành chính của những người di cư có ý muốn tiếp cận Âu Châu bằng đường biển. Hàng ngàn người đã bị thiệt mạng trên biển. Lực lượng tuần duyên của Libya dưới sự ủng hộ của Âu Châu đã tăng cường các hoạt động ngăn chặn các tàu thuyền di cư trước khi những con tàu này có thể tiếp cận các tàu quốc tế. Phi cơ không người lái của Iran đã từng bị Israel bắn hạ vào lúc bấy giờ có chở bom. Giới lãnh đạo Israel vào hôm thứ Sáu, 13 tháng 4 loan báo, chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Iran vốn từng bị quân đội Tel Aviv bắn hạ cách đây khoảng một tháng, đã được trang bị vũ khí và bom mìn nhằm mục đích tiến hành một vụ tấn công. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, phi cơ không người lái đã được Tehran phái tới để tấn công người dân Israel, trong bối cảnh hai quốc gia này từ lâu đã là kẻ thù không đội trời chung. Phi cơ điều khiển từ xa của Iran đã bị trực thăng Apache của Israel bắn rơi vào ngày 10 tháng 2 tại thị trấn Belshen. Tuy nhiên, không có báo cáo về số người thương vong. Israel hiện đang hậu thuẫn cho phe nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad, tức là đồng minh thân cận của Nga và Iran. Một tòa án tại Pakistan cấm cựu Thủ tướng Sharif giữ chức vụ trong chính phủ. Tối cao Pháp viện của Pakistan vào ngày thứ Sáu, 13 tháng 4, đã ban hành phán quyết không cho phép cựu Thủ tướng Nawaz Sharif giữ bất kỳ chức vụ nào trong chính phủ từ nay cho đến suốt đời, trong bối cảnh chính trị gia nêu trên đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Vào tháng 7 năm ngoái, thì do không thể giải thích khoản tiền thu nhập đến từ đâu, nên ông Sharif, 67 tuổi, đã bị tòa cấm tham gia vào các hoạt động chính trị. Tuy nhiên, ông vẫn giữ chặt quyền lực trong đảng cầm quyền PMLN, cho dù không còn là lãnh đạo của liên minh nêu trên.
Cựu thủ tướng bị phế truất của Pakistan Nawaz Sharif từng tuyên bố sẽ đợi đơn kháng cáo chống lại những cáo buộc tham nhũng của tòa án đưa ra. Ông Sharif đã lên án hệ thống tư pháp của Pakistan, đồng thời cáo buộc cơ quan này đã nghe theo những lời nói vô căn cứ. Trong khi đó, thì Tổng thống Philippines đã công khai xin lỗi về vụ sát hại các du khách người Hồng Kông vào năm 2010. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trước công chúng về vụ sát hại 8 du khách người Hồng Kông vào tháng 8 năm 2010. Trong một tuyên bố đưa ra trước những người giúp việc gốc Philippines đang làm việc tại Hồng Kông, ông Duterte nói rằng ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi đã xảy ra một vụ bắt cóc giết người tại thủ đô Manila cách đây 8 năm. Ông Duterte ngoài ra còn cam kết sẽ không để xảy ra chuyện tương tự trong thời gian sắp tới. Chiếc xe bus chở theo 15 du khách Hồng Kông đã gặp nạn gần công viên Rizal ở thủ đô Manila, khiến cho 9 người, bao gồm kẻ tấn công, bị thiệt mạng. Sự việc đã khiến cho mối quan hệ giữa Philippines và Hồng Kông trở nên căng thẳng trong suốt thời gian qua. Trước khi thảm kịch xảy ra, có hơn 100.000 du khách Trung Quốc viếng thăm Philippines vào mỗi năm. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Xuân Nam và Thí Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.